Dạ em xin chào quý vị anh chị nha. Em mới vừa chung dây số cây con tôm. À, con tôm dây số kiên thiết nha anh chị. Đài con tôm, tỉnh con tôm là 078-4-75. À, 75, 75, 078-4-75 rồi. Được rồi. Rồi, đó thì mình qua cho quý vị anh chị khán giả xem. Mình mới vừa chung xong nhưng mà nó chỉ hai số thôi anh chị, 75 thôi nè anh chị. 75 con tôm ngày 16 đây anh chị, ngày 16 tháng 4 75 đó, chứ không không phải là 078-4-75 đặc biệt nha anh chị. Đó, đặc biệt cái số này coi thử, nó có đường số tôm này, số 7 này, số 5 này. Rồi anh chị, đây hai tờ nha anh chị, để nó mình đổi cho nó hai tờ nha anh chị, con tôm này. Ở đây vòng vòng mà hôm qua mình bón cho anh chị cái chị cây xăng dầu cái số 30 nha anh chị, trúng nhưng mà chưa qua đổi nha anh chị, trúng mà chưa qua là đổi 100.000. Hôm qua mình bón số 30 là 5 tờ mà mình bón được 2 tờ, còn 3 tờ đem trả các đem trả mất anh chị. Rồi bây giờ số là dạo mình đoan là đếm số Đài Đắk Lắk hôm nay đó, còn dư đem trả nha anh chị. Đó, còn ở đây là cái đài quán nôm này, số 9 của tôm quán nôm ngày hôm nay ngày 18 tháng 4 này. Rồi cái đây là ngày 19 nha anh chị, ngày mai số ít nha anh chị, số không nhiều, 1, 2, 3, 4, 5. Đó, mai cái 50 tờ thôi anh chị này, 72 nè. Số kỹ thiết anh tỉnh Khánh Hòa nha anh chị, ngày 19 tháng 4 2023 này đó. Số 44 nè, 72 nè, 35 nè, 26 nè, 17 nè. Rồi số 81 nè, số 90 nè, 59 nè, 63 nè, 08 nè. Tàu có con là tôm chính với con chiên tôm, đánh số kiên thiết Đà Nẵng nè anh chị. Đà Nẵng, Đà Nẵng 20 tờ. Đây 20 tờ. Chứ ngày mai mình có 90 tờ sao? Ngày mai em có 90 tờ anh chị, mà đời Đà Nẵng là em có là hơi sách. Đà Nẵng là đời trung ương trong ít cho nghe anh chị. Đó, Đà Nẵng là thành phố trung ương trong ít đâu. Đó, nhưng mà đại phụ ở quê em nha anh chị, mơ Khánh Hòa là đời chính này. Đó. Con chiên bả. Đó thì có hai cặp số này là 40 tờ. Đó, còn là cái này là 50 tờ anh chị, mà em số ít nè. Do là thứ tư em số ít vậy mà là thứ năm này em số nhiều nha anh chị, thứ năm số nhiều lắm. Đó, bữa nay mình bón cái ngày 18 số ít phải không, đáng lẽ là bao nhiêu trăm mấu tờ hả, mà đề phụ bao nhiêu tờ, 60 đó. Nhà cái chị kia chỉ bón là không thấy chi nghỉ sớm nên anh chi đậu cho mình. Dạ bữa nay là giờ còn ở đây là đêm trả hả, đâu đêm trả coi số anh chị, đây số là bữa nay đêm trả nha anh chị. Xe coi hư đâu, coi hư máy số chiến bãi là trả máy tài đó, coi đem lên nhanh đi. Năm tài đâu, đem bảo quan bay năm tài chiến bãi không ai lấy luôn không lấy. Rồi bảo quan bay lấy tài đi, lấy tài đầu con số kia chiến máu còn hơi tờ mười bả, còn hơi tờ hôm qua mua bả không rồi, đâu tao mau bữa nay mười bả rồi, mười bả này mười bả mấy tờ, hơi tờ hả, một tờ mười bả mà nè, còn sáu ba sáu ba hơi tờ hơn mười mấy tờ, quá tờ hả? Số này cho đem trả nè, giờ này mấy giờ đâu không biết, đây rồi giờ này hơi giờ mấy à, bốn tóm nè, vậy bốn tóm là bốn tờ, 50 nè, 53 tờ, hơi bả một tờ hả, hơi bả rách một tờ này không hỏi nè. Ở đây có xíu số đâu, đây bón bình thường mà, đầu đêm coi hư giờ này mấy giờ anh chị, coi giờ này mấy giờ rồi mà đếm số trả anh chị, hơi giờ 18 phút, hơi giờ để tao đi bón không sao được, thì bón xíu nữa đi, mấy cái hơi giờ mấy ba giờ là sẽ là các số mình gửi đi nha anh chị, có bữa thì mình đi luôn, có bữa thì mình gửi nha anh chị. Đầu thì video hôm nay em chia sẻ là mình bón dây số hôm nay là tính ra hôm nay mình bón hết được bao nhiêu tờ, nè bón bảy mươi mấy tờ anh chị. Tại mấy tờ là được bãi gần 80 ngàn anh chị. Đó. Gần 80 ngàn tiền là tiền lại nha anh chị. Đủ uống cà phê.
đủ mua gỗ nha anh chị, đủ mua gỗ đó. Rồi thì video hôm nay em chia sẻ cho anh chị, ngày mơ đó anh chị, ngày mơ là có ngày thứ năm đó anh chị, là số em sẽ nhiều nha anh chị đó. Bốn rồi, thứ tư là ngày em bón chiều nay này cho ngày mới, nhưng mà đó, nhưng mà ngày mưa ngày mốt là thứ tư anh chị. Hôm nay ngày mưa rồi ngày mốt là số em thứ năm nhiều lắm, mấy trăm tàu luôn anh chị. Rồi thứ năm, thứ bảy, chủ nhật là số nhiều, coi để tại nào, để tại đi, để số nào đâu coi nghiên cứu vườn. 94 49 nè, số bông 94 à. Số không để tại không ơi, mua mình để đi rồi, để số này để tại anh chị, em điểm số 94 49 bả nè. Số này khó ra lắm nhưng mà kể lấy luôn, biết đâu lại trúng xu. Định số định để số 17 không qua, để em vô cho mày thôi, để số đó đi, không ơi lấy số đó. Rồi em để số này nha anh chị, em để em biết đâu chiều nay trúng đặc biệt nha anh chị, 94 49 bả nha anh chị. Rồi em cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều đã theo dõi và xem video của em nha anh chị. Chúc anh chị cô bác chiều nay may mắn phát lộc phát tài nha anh chị. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại quý vị những video sau nha.